Thank you.
trong người ngay từ đời này. Lời khen Chúa sông lại vinh quang. Chúa Giêsu sông lại đã về ngự bên hữu Đức Chúa Cha. Lời khen Chúa sông lại vinh quang. Thank you.
vô duyên.
xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Hòa trong niềm vui hân hoan cùng với giáo hội Vạn Vũ, chúng ta mừng biến cố Chúa Giêsu phục sinh. Ngài đã chiến thắng tử thần, Ngài đã diệt thần ác để mang lại niềm hạnh phúc, niềm vui cho nhân loại. Hôm nay tại giáo xứ Đông Xuyên, chúng ta với sự hiệp thông của ba mục sứ Xuân Hòa, Tiên Đôi, Đông Xuyên, chúng ta trở về đây để cử hành đại lễ vượt qua này. Và hôm nay chúng ta cũng rất vui mừng có sự hiện diện của quý bà con không cùng tôn giáo với chúng ta, nhưng mà rất thiện chí. Điều đó chúng ta rất vui mừng và chúng ta rất hoan nghênh và đánh giá cao cái tinh thần mà mọi anh chị em đã đến đây tham dự lễ nghi tôn giáo cùng với chúng ta. Chúng ta biết được rằng đi đạo của chúng ta không phải là thờ sự đau khổ. Đi đạo chúng ta không muốn sự đau khổ. Đau khổ chỉ là một bước đi qua. Nhưng mà mục đích của người Công giáo chúng ta, tức là chúng ta sống ở đời này có ý nghĩa. Chúng ta sống ở đời này có mục đích. Mà Chúa Giêsu là Chúa chúng ta, Ngài vì yêu thương nhân loại, Ngài đã xuống trần gian để vâng lời thánh ý Thiên Chúa, để thực hiện chương trình của Thiên Chúa Cha. Và đau khổ chỉ là một bước đi qua của Ngài. Và cuối cùng Ngài đã phục sinh, đã mang lại cho nhân loại, mang lại cho vũ trụ một sức sống mới. Và đấy là niềm mong ước của vũ trụ, cũng như là niềm mong ước của mỗi người chúng ta. Vậy chúng ta trong niềm vui hân hoan này, giờ đây chúng ta hãy bước vào thánh lễ với tâm tình sám hối ăn năn. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên cao tông trời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha từ ái, ngày hôm nay Đức Giêsu đã đánh bại thần chết, khai đường mở lối cho chúng con vào cuộc sống muôn đời. Nay chúng con đang hoan hỷ mừng người sống lại. Xin Cha ban Thánh Thần làm cho chúng con trở nên người mới, để sống một cuộc đời tràn ngập ánh sáng đấng phục sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trì cùng Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài đọc 1. Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ. Bấy giờ tại nhà ông Cô-lê-đi-ô ở Cê-sa-rê, ông Phê-rô lên tiếng nói từ miền Ga-ni-lê sau phép rửa mà ông Gioan rao giảng. Quý vị biết rõ Đức Giêsu xuất thân từ Nazareth. Ta Chúa vì Chúa nhân từ, ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Đức Kitô. Nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vinh danh Chúa. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó hai ông chưa hiểu rằng theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Trọng kính Đức ông, kính thưa toàn thể quý ông bà cùng anh chị em. Ngày Đức Giêsu phục sinh là ngày thứ nhất trong tuần lễ của người Do Thái. Ngày thứ nhất trong tuần nhắc ta nhớ lại ngày đầu tiên trong lịch sử thế giới. Thuở ấy chưa có con người, cũng chưa có thế giới. Vũ trụ chỉ là một khối hỗn mang, một cõi u mê mờ ảo mà thôi. Thánh thần Chúa xuất hiện bay lả lả trên mặt nước và lập tức vũ trụ được định hình. Sáng tối phân biệt, núi đồi mọc lên, biển khơi sóng vỗ. Thế giới mặc lấy hình dáng rõ ràng và có sự sống. Đó chính là ngày thứ nhất của thế giới, ngày Chúa sáng tạo vũ trụ. Kính thưa quý ông bà cùng anh chị em, tương tự như thế, khi Đức Giêsu chịu chết, tâm hồn các môn đệ như một khối hỗn mang vô định hình. Cả một bầu trời sụp đổ, những mộng ước không thành, những dự tính tan theo mây khói. Niềm tin chao đảo, các ông chìm đắm trong một nỗi buồn chán mênh mông, pha lẫn hoài nghi, thất vọng. Các ông bơ vơ như người lạc đường, mất phương hướng, không còn biết đi về đâu nữa. Nhưng khi Đức Giêsu phục sinh, mọi sự bắt đầu lại ở một khởi điểm mới. Được tiếp xúc với Đức Kitô phục sinh, tâm hồn các ông cảm nghiệm một sức mạnh tươi mới chưa bao giờ có. Tâm hồn Tô-ma đang cứng cỏi vì hoài nghi bỗng trở nên mềm mại, ngoan ngoãn và tràn đầy tin tưởng. Hai môn đệ Em-mau mệt mỏi muốn bỏ cuộc, nhận được sức mạnh hăng hái tiếp tục lên đường dù giữa đêm khuya.
Madalena đang than thở khóc lóc, bỗng bật lên tiếng reo cười. Phêrô bị giày vò vì tội lỗi phản bội, nhận được ơn tha thứ ngọt ngào. Tất cả các môn đệ bối rối hoang mang như bầy ong vỡ tổ, nhận được ơn bình an. Cả một thế giới hỗn mang giờ đây trở nên trật tự, có đường nét rõ rệt. Sau khi Đức Giêsu tắt thở, thân xác các tông đồ tuy còn sống mà tâm hồn như đã chết. Khi an táng Đức Giêsu trong huyệt đá, các ông cũng an táng tâm hồn mình trong những nấm mồ buồn sầu, nghi ngờ, đau khổ và mệt mỏi, thất vọng. Đức Giêsu phục sinh đã phá tung các phiến đá lớp cửa mộ. Người phá tan ngôi mộ buồn sầu cho tâm hồn các ông phục sinh trong niềm vui. Người phá tan ngôi mộ nghi ngờ cho tâm hồn các ông phục sinh trong đức tin vững mạnh. Người phá tan ngôi mộ đau khổ cho tâm hồn các ông phục sinh trong hạnh phúc vô biên. Người phá tan ngôi mộ tuyệt vọng cho tâm hồn các ông phục sinh trong niềm hy vọng tràn đầy. Đức Giêsu đã phục sinh các tâm hồn. Tình trạng tâm hồn chúng ta cũng giống như tình trạng tâm hồn các tông đồ trong ngày Chúa chịu chết. Những thất bại, những khổ đau, những nghi nan, những chán trường, những khó khăn trong cuộc sống giống như những nấm mồ giam kín hồn chúng ta trong thế giới sự chết. Làm sao ta có thể thoát ra? Ta phải gặp gỡ Đức Kitô phục sinh. Thật vậy, cuộc phục sinh tâm hồn của các tông đồ đến từ những cuộc gặp gỡ với Đức Kitô phục sinh. Các ngài đã cùng ăn uống, trò chuyện, tiếp xúc thân mật với thầy mình. Còn cảnh nào thân thương hơn cảnh thầy trò quây quần bên bếp lửa cùng nướng cá, nướng bánh? Còn cảnh nào ấm cúng hơn cảnh thầy trò chia sẻ với nhau bữa cơm chiều thanh đạm? Còn cảnh nào đẹp hơn cảnh một buổi sáng bên bờ hồ? Đức Giêsu đã hỏi Phêrô, con có mến thầy không? Những gặp gỡ thân mật ấy đã đổ vào tâm hồn các ông một nguồn sống mới, đầy tình yêu thương và hy vọng. Các ông được sinh lại trong ân phúc. Ngày ấy thực là ngày thứ nhất, ngày đầu tiên của cuộc sống mới trong ân nghĩa Chúa phục sinh. Kính thưa quý ông bà cùng anh chị em, mỗi người chúng ta cũng hãy đặt vấn đề: tôi cũng phải đến gặp gỡ Đức Kitô phục sinh, gặp gỡ người trong thánh lễ, gặp gỡ người trong các bí tích, gặp gỡ người trong các giờ cầu nguyện, gặp gỡ người khi thăm viếng những anh em bệnh tật, gặp gỡ người khi chia sẻ vật chất và tinh thần với những anh em túng thiếu. Như buổi tối ngày hôm nay, chắc chắn chúng ta ngồi ở đây, mọi người chúng ta đã mở tấm lòng quảng đại để chúng ta bỏ những đồng tiền của bà quá thân của cung một phần tư xu mà thôi. Nhưng mà đồng tiền của chúng ta ý nghĩa, đồng tiền do chính bàn tay của chúng ta làm ra, do chính bàn tay chúng ta lao động hàng ngày để chúng ta góp phần vào trong công cuộc truyền giáo, giúp cho chúng sinh, nhưng giúp cho quân loại. Và như tối thứ sáu cũng như là ngày thứ bảy mà chúng ta vượt chân, thì việc chúng ta tổ chức lễ phục sinh không phải chỉ tổ chức để vui vui, nhưng mà thực sự chúng ta tổ chức có một ý nghĩa chiều sâu. Chúng ta giúp đỡ những người nghèo là như vậy. Vậy kính thưa quý ông bà cùng anh chị em, gặp gỡ người khi chia sẻ vật chất và tinh thần với những anh em túng thiếu như thế, những cuộc gặp gỡ đó sẽ khiến tâm hồn tôi được phục sinh. Đức Kitô sẽ đưa bản thân tôi, gia đình tôi, sứ đạo tôi, giáo phận tôi và đất nước tôi vào một đời sống mới, một đời sống chan hòa niềm bình an.
niềm tin yêu và niềm hy vọng. Phục sinh như vậy thì lẽ nào mà chúng ta không tin? Nếu như Chúa Giêsu mà chết, Ngài không phục sinh, không sống lại, thì làm sao mà ngày hôm nay cả thế giới nước nào cũng theo đạo, có những nước theo đạo đến 100%, như Nam Triều Tiên ngày hôm nay cứ mỗi một năm thì có hàng ngàn người theo đạo, nhà thờ xây lên rất là nhiều. Ví dụ như Việt Nam của chúng ta có những nhà thờ được kết nghĩa với bè bạn, các anh em Nam Triều Tiên, thì người ta sang người ta giúp đỡ xây hẳn nhà thờ. Hoặc là ngày hôm nay khi Việt Nam chúng ta được thừa hưởng rất nhiều những cái tiền của tổ chức phi chính phủ, hoặc là những các cái tổ chức riêng lẻ và giúp đỡ Việt Nam chúng ta về trong mọi lĩnh vực, thì chúng ta rất biết ơn. Đó là tinh thần Kitô giáo đã mang cái văn minh của Chúa Kitô đến nhân loại. Ngày hôm nay những nước nếu như không theo đạo Công giáo thì cũng ảnh hưởng một cách trực tiếp và gián tiếp cho tinh thần phục sinh của Chúa Kitô. Vì phục sinh đây không phải là chỉ dành cho một người, một nhóm hay một quốc gia, mà phục sinh đây là dành cho tất cả nhân loại. Chính vì vậy mà Chúa Kitô chỉ một mình người phục sinh, ngày hôm nay đã lan ra khắp toàn thế giới. Nếu như Chúa Giêsu chết là hết thì chúng ta cũng chẳng dạ gì chúng ta theo đạo. Chúng ta người Công giáo, chúng ta là văn minh và bậc nhất, vì văn minh Kitô giáo từ châu Âu đã mang cái điểm văn minh này đến cho nhân loại. Thì ngày xưa người ta gọi là dân Maroc hay là dân Alamit chẳng hạn như vậy. Thì nhờ vào văn minh châu Âu mà Việt Nam chúng ta mới có như ngày hôm nay. Chúng ta là người Công giáo, chúng ta luôn luôn đi sát với thời đại, tinh thần Kitô giáo để mở lối thoát cho con người, mở lối thoát cho vũ trụ. Còn nếu như đạo không có thật, Chúa Kitô phục không có chuyện phục sinh, thì chúng ta cũng chẳng dạ gì mà chúng ta theo đạo Công giáo. Chúng ta chẳng dạ gì hy sinh đời bố, củng cố đời con. Chúng ta chẳng dạ gì mà phải hàng ngàn hàng vạn người mà chúng ta phải vào chiến trường B đường 9 Nam Đào, hoặc là chúng ta phải hy sinh xương máu để cho các cái thế hệ tương lai. Vì chúng ta tin vào Chúa phục sinh, cho nên chúng ta tin rằng loài người, vũ trụ sẽ được cứu cánh. Ở đời này chúng ta hạnh phúc thì đời sau chúng ta tiếp tục được hưởng sống trong cảnh trời mới, đất mới. Chính vì thế mà tinh người, tinh thần người Công giáo bao giờ cũng lạc quan, bao giờ cũng sống trong niềm vui. Và giả dù có hy sinh, đau khổ thì đấy là một bước đi qua để mà chấp nhận. Cho nên trong giai đoạn quá khứ mà giáo hội chúng ta đã đi qua, chúng ta đã chấp nhận, đấy là không phải chúng ta dại, đấy không phải là chúng ta không biết, nhưng vì chúng ta theo đường lối Chúa Kitô thì chúng ta sống dám làm chứng cho sự thật, chúng ta bảo vệ sự thật và chúng ta xây dựng sự thật. Chúng ta phải có đức tin, chúng ta tin vào Chúa phục sinh. Chính vì vậy mà năm nay vào tháng 10 tới này sẽ có ngày khai mạc Đức Giáo Tông Benedicto 16, ngài là một thần học gia, ngài rất giỏi, ngài công bố năm đức tin. Thế là những ai chưa biết tin hoặc là những ai còn lúc nay tin, thì trong suốt một năm mới này chúng ta hãy chuẩn bị tinh thần, chúng ta hãy học, chúng ta hãy gặp gỡ, trao đổi với nhau, và chúng ta hãy tìm các tài liệu, chúng ta hãy sống đức tin và chúng ta hãy thực hành đức tin. Vậy mong muốn gì chúng ta là giáo dân trong ba phủ sứ đã được Đức Ông đào tạo đức tin cho chúng ta cũng khá là bài bản, nhưng mà chúng ta cần phải tiếp tục học đức tin nữa. Đức tin và văn hóa là không thể thiếu được đối với người Công giáo chúng ta. Vậy ước mong gì hôm nay là ngày lễ Chúa Kitô phục sinh, chúng ta hãy xin Chúa phục sinh
không những trong tâm hồn chúng ta mà phục sinh ngay cả thân xác chúng ta nữa. Và nhờ đó khi chúng ta được phục sinh trong linh hồn, chúng ta được phục sinh trong thân xác, thì chúng ta hãy nô nức, chúng ta hãy nỗ lực, chúng ta hãy đoàn kết, chúng ta hãy hiệp thông, chúng ta hãy tham gia cùng với nhau để chúng ta xây dựng một khối đại đoàn kết dân tộc, cũng như người Công giáo chúng ta vốn từ hàng ngàn năm trước đây, chúng ta là đội ngũ tiên phong, chúng ta là những người yêu nước đích thực, chúng ta là những người xả thân, chúng ta là những người không phải chỉ xây dựng đời này mà chúng ta còn nhằm xây dựng đời đời để hướng tới một thiên đàng vĩnh cửu, mà ở đấy là niềm vui và sự công chính ngự trị. Ước mong gì hôm nay trong thánh lễ này chúng ta hãy cầu nguyện theo ý ấy. Vậy sau cùng, thân ái, tôi cầu chúc tất cả anh chị em một mùa phục sinh đầy tràn ơn Chúa và niềm vui. Amen. Chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính là Cha toàn năng và lớn Chúa con mà ra đời. Thiên Chúa toàn năng đã nhờ thánh linh của người mà cho con người sống lại, và như thế đã mở cho chúng ta nguồn sống mới đời đời. Lạy Chúa, hôm nay mừng đại lễ vượt qua, chúng con hoan hỉ dâng lên Chúa lễ tế này là lễ tế làm cho giáo hội được tái sinh vào đời sông mới và được nuôi dưỡng cách lạ lùng. Chúa cầu xin nhà Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong ngày cực thánh này. Chúng con càng hãnh diện tôn mô Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính người là chiên thật đã xóa bỏ tội trần gian. Người đã chết để hủy diệt sự chết nơi chúng con và sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. Vì thế với niềm hân hoan chứa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy bừng. Cũng vậy các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa giàu. Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con ngài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hoa hương của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con.
cùng một thể thức ấy. Sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Sinh và chén khưu đồ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ lên một nhà Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức bền, cùng với Đức Giáo Tông Benedicto XVI, Đức Giám Mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sinh. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là linh hồn tiên nhân Giuse, Maria, Thomas và Luca mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Sự giữ xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn.
đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc mà ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin nói thương ban cho Hội Thánh được bình an và dắt theo Thánh Nhi Chúa, chuẩn sống và hiển trì muôn đời. Trọng kính quý ông bà cùng anh chị em trong nghi thức chúc bình an này. Hôm nay khi chúng ta mừng biến cố Chúa Phục Sinh, khi Ngài Phục Sinh, Ngài đã mang niềm bình an đến cho mọi người. Vậy hôm nay chúng ta muốn được sống trong sự bình an của Chúa Kitô Phục Sinh. Vậy thì ngược với bình an đó là sự chia rẽ, sự bất hòa. Vậy nếu như trong các cộng đoàn của chúng ta, trong các gia đình của chúng ta, cũng như giữa chúng ta với nhau, nếu chúng ta còn điều gì bất hòa, còn điều gì chia rẽ chưa hài lòng nhau, thì hôm nay nhân ngày lễ này chúng ta hãy thật sự quyết tâm tha thứ cho nhau. Và để thể hiện sự quyết tâm tha thứ cho nhau, thì hôm nay chúng ta hãy qua cái cử chỉ bắt tay thật thân mật, chúng ta bắt tay nắm tay nhau thật chặt với những người xung quanh của chúng ta, để nói lên cái lòng mong muốn của chúng ta muốn được sống sự bình an của Chúa Kitô. Vậy bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Bình an của Chúa. Con và chúng con sắp thánh nhận đem lại cho chúng con sự sống muôn đời. Sốt sắng, xin nhiều ơn ích cho cộng đoàn chúng con.
Chúng con cùng chung lời cảm tạ Thiên Chúa. Ngài đã ban cho chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành được thành công tốt đẹp. Vậy con đại diện cho Hội đồng Ba Giáo xứ cảm ơn Đức ông Cha Phụ Tá đã chăm lo, săn sóc, dẫn dắt Ba Giáo xứ chúng con trong mọi công việc để có được kết quả như ngày hôm nay. Tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm chu đáo của quý chính quyền các cấp đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ chúng tôi, đặc biệt là đội an ninh huyện xã thôn đã kết hợp chặt chẽ giúp đỡ cho đại lễ chúng tôi được trang nghiêm. Tôi xin chân thành cảm ơn quý hội đồng Ba Giáo xứ, các ban ngành đoàn thể, quý vị ân nhân cùng hết thảy mọi người đã có lòng giúp đỡ chúng tôi trong đại lễ này. Đặc biệt tôi xin chân thành cảm ơn sứ Đông Xuyên đã cố gắng hết mình lo toan, chuẩn bị, phục vụ cùng kết hợp với hai sứ Xuân Hòa, Tiên Đôi cùng các ban ngành đoàn thể tổ chức đại lễ vượt qua được thành công tốt đẹp. Cuối cùng, chúng con cùng nguyện xin Thiên Chúa ban muôn hồng ân cùng trả công bội hậu cho Đức ông Cha Phụ Tá, quý chính quyền, quý chức, các hội đoàn, các ban ngành cùng mọi người đã có lòng giúp đỡ và cộng tác với chúng con trong đại lễ vượt qua này. Con xin cúi đầu đa tạ. Vượt qua Chúa đã thương đổi mới hội thánh, xin Chúa cũng luôn luôn che chở giữ gìn để hội thánh được thấy ngày sống lại vinh quang. Con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lạy đạo xong chúc anh chị em ra đi bình an. Alleluia, alleluia. Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh hiền vinh sáng lạ.